Hươu cao cổ 13 triệu năm trước trông như thế nào? Deinotherium là một chi động vật có vú đã tuyệt chủng thuộc họ hươu cao cổ. Họ chứa các loài hươu cao cổ ngày nay, loài sống trong thời kỳ Miocene đến Pliocene khoảng từ 9 đến 6 triệu năm trước. Hóa thạch của Deinotherium đã được tìm thấy chủ yếu ở Tây Ban Nha và một số nước khác trong khu vực Địa Trung Hải. Có hình dáng giống hươu cao cổ ngày nay nhưng có một số đặc điểm độc đáo, chẳng hạn như bộ răng cắn mạnh mẽ và sừng phức tạp. Phân tích các hóa thạch của Deinotherium đã giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự đa dạng và tiến hóa của họ hươu cao cổ và cho thấy sự phức tạp trong quá trình tiến hóa của họ dưới các loài hươu cao cổ hiện đại.